Rồi xin chào tất cả bà con cô bác cũng như anh chị em ở gần xa. Hôm nay chia sẻ về cách nuôi gà con cho mau lớn, đủ chắc đề kháng để mà nó mau lớn và có đủ chất canxi như mình tôm mình cắn nhuyễn ra. Tại gà con thì không có để cái tôm bự được, thì sống sống chín chín một nửa thôi. Giờ đây là mì mình ăn có dư á, còn không là ai mà có đủ điều kiện thì cho mì cho tôm mì còn mới mua về cũng được. Và cơm, mì, cơm, giá và giò tôm và giò trứng này cho gà mẹ, gà đẻ luôn nha, là rất là tốt. Khi mà gà mà nó đẻ mình cho nó ăn giò trứng, khi mình chiên rồi mình giữ lại cái giò, hoặc là cái giò này mình trồng cây cũng được, đừng có dục uổng. Thì bóp gà con thì nó không ăn đâu, nhưng mà cho gà mẹ gà mẹ nó ăn đủ chất đề kháng, hoặc là những con gà lớn đang đẻ. Thì mình sẽ cắt nhỏ ra những cái giỏ tôm, nếu mà ai có đủ điều kiện thì cho nó ăn tôm luôn càng tốt. Thì lâu lâu mình cũng cho nó ăn tôm còn sống để kéo cắt nhỏ nhỏ ra, tại nó ăn nó mắc cổ, có thể con gà nó bị mắc cổ hoặc là nó bị sốc, cho nên nó sẽ sanh bệnh cho con gà không tốt. Tại giỏ tôm đó nó dày, có cái đuôi, có mũi nhọn, cho nên mình cắt nhỏ nhỏ ra. Giỏ trứng thì không sao, nó tự nó xé ra. Thì gà khoảng trên một tuần là cho nó ăn thực phẩm cám bắp nha. Cái đó là chút nữa mình nói sao. Bây giờ mình đang nói về cái cơm và mì và tôm và thịt bò, thịt heo, thịt gì cũng vậy, cho nó ăn lâu lâu cho nó ăn. Gà mà nói không tin, ở trên mạng nhiều người ta nói gà của mình mắc quá, 550 mắc quá, mà thiệt tình là mình mua một cặp 1.100, 550 một con chứ không có rẻ. Mua gà dòng giống gà của Tony, tại vì người ta không chơi gà nên người ta không biết, người ta tưởng là gà nồi gà thịt cho nên người ta không biết, và người ta không biết cách đá gà đá như thế nào. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ xem gà nha. Và đây gà của mình, đây là keo sồ một máu, còn này kia ba, thì gà đây gà mái keo sồ một máu luôn. Thì mình chia ra cho tụi nó ăn. Thì gà này đang đẻ. Mình cho gà con, gà lớn. Đây là gà lớn. Thì mình nuôi cũng ít thôi, dài mười mấy 20 con gì thôi. Giờ nó đang đẻ nè. Để kêu sồ một máu luôn. Nó đang đẻ được mấy trứng. Thì nó ăn rất là thích ăn những giò tôm và mì cơm cho nó. Thì đó là gà lớn. Còn đây là bầy gà nhỏ. Đây gà này mới nở được một tuần, rất là nhỏ. Thì mình cho nuôi ăn những cám bắp hoặc là cơm. Con này thì nó không ăn giò tôm được. Kêu sồ một máu nha. Con gà mẹ nó không phải là mẹ ruột của nó. Gà mẹ nó là siêu Mỹ. 2
đồng thời mình cho nó ăn thêm dế. Hai bốn sáu tám, hai bốn sáu tám, tám con. Tám chín con vậy. Nó được 9 con gà một máu kèo sồ. Thì có nước cho nó, đây là nước và thực phẩm. Còn đây là siêu mỹ. Trong chuồng gà thì mình cho nó này, vừa gà mẹ vừa gà con luôn, siêu mỹ. Con này được con kia thì được mấy ngày, 3 ngày, con này thì được từng mấy. Nhưng mà độc lạ cái là hai gà mẹ chỉ có 5 gà con thôi, hai gà mẹ, tại mình không có cho nó ấp nhiều, mình siêu mỹ thôi, siêu mỹ. Thì mình cho nó nọ ấp cho nó đẻ xong mình keo sồ á, mình cho siêu mỹ nó ấp. Này gà cựa nha. Gà cựa, gà mái này mới có 1 tuổi rưỡi. 1 tuổi rưỡi mà cựa dài. Thì lâu lâu cho nó ăn cơm và dế. Cắm bắp, gà này thì cắm bắp vẫn tốt nhưng mà cho nó ăn hạt ngũ cốc và pha cắm bắp để cái tô vậy cho khỏi bư. Nhớ lúc nào lâu lâu cũng phải cho nó ăn giò tôm gà mà khi đẻ, giò tôm, giò trứng hoặc là tôm, nếu mà ai có đủ điều kiện thì tôm cắt nhỏ ra cho nó. Tôm phải có vỏ luôn, cái căn với cái vỏ này khoảng từng rưỡi lanh lợi. Gà này lanh, gà này bay chim siêu mỹ. Thì chống cha nó đây, gà chống cha nó là siêu mỹ ở đây, thì cho ăn như vậy nó sẽ rất là màu lớn. Và đây là chống cha 1 tuổi rưỡi. Này chống cha siêu mỹ 1 tuổi rưỡi. Này ký 1 ký 4. Gà cửa. Bộ lông rất đẹp. Chân vàng. Thì mấy năm con nhỏ đó là năm con nhỏ kế bên là cha nó là con này. Là siêu mỹ. Đi kẹo sồ một máu. Thì 5 gà con, 19 gà con này thì cha nó là đây. Cha nó là kẹo sồ một máu. Mẹ nó là đây. Thì mình cho nó, con này nó đẻ hoài không ít khi nào nó ấp lắm. Thì đây là cám bắp mình đã mua, cám và bắp xay ra, nó xay nhuyễn ra, cũng không nhuyễn nhưng mà xay ra nát 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 cho gà con nó ăn nó có dễ, có chắc
canxi nhiều à. Rất là tốt cho gà con. Đây, cám bắp. Thì đồng thời phải có cái này. Con gà quỷ này dữ lắm nha. Nó đá luôn người luôn. Ngực ưỡn, chân thon. Có điều đặc điểm là gà này ba hàng giải. Chân ba hàng giải nha. Và có những cái giải rất là đặc điểm, đá rất hay. Thì đồng thời mình nuôi gà như vậy, mình cho nó thả nó ra giường cho nó tốt, nó bư nó kiếm ăn. Và đồng thời phải có nuôi những con dế. Gà con thì cho nó ăn những con dế hoặc gà đẻ, thì mình nuôi dế như vậy. Đây là dế đá Việt Nam. Này dế lửa, dế mái. Đây mình nuôi cho lâu lâu cho nó đá và lâu lâu cho gà nó ăn. Con nào thấy yếu thì cho nó ăn. Nó đang khát nước. Nước giờ nó kiếm chỗ nóng. Thì nuôi dế như vậy nó khó chết. Nó có cái mấy cái giống như cái bằng mót á, để của đựng ngục gà đó, mình cho nó sống trong đây. Và cỏ, hoặc cỏ vô cho nó ăn cải salad và cà rốt, giá thì nó sẽ sống rất là dai. Thì cái này là mình nuôi riêng ra để cho khi nào cần thiết cho gà con nó ăn. Gà con thì khoảng 1 tuần rưỡi mới cho nó ăn được, tại nhỏ nhỏ quá thì nó nuốt không được con dế, dế rất bự, hoặc mình cắt nhỏ ra mà qua trên 1 tuần nha. Thì chống keo sồ, hồi xưa mình cũng quay. Thì mình ra đợt nào mình người ta dừa nó bắt hết. Cho nên mình thả cho dừa chỗ giống như là cái người đó mua đi bán lại ở Việt Nam. Cho nên gà này bao nhiêu họ cũng mua hết. Và có người nhiều người hỏi tiền gửi Việt Nam một con như vậy á, là 300, bây giờ tiền nó mắc lắm, gửi mắc lắm. Một con 300. Cho nên bây giờ mua gà ở bên Mỹ này rất là mắc. Mua một con một mua không là 550 mà tiền gửi không là 300. Có thi quen biết thì người ta tính rẻ 350 một cặp. Thì đây là mới có 3 ngày keo sồ. Gà mẹ nó không phải của nó nha, gà mẹ nó là siêu Mỹ, nhưng mà mình cho nó ấp. Thì đây là gà keo sồ cũng đang đẻ đây. Đây thêm một cái chuồng. Đẻ cũng được chục trứng mà nó chưa chịu ấp. Cứ lấy trứng ra là nó. Đây. Nó đạp bể trứng à. Nó vô đặt bể trứng nhiều quá, đẻ mà không chịu ấp. 2, 4, 6, 8, 10, 10 mấy trứng rồi. Mình lên ấp dọn dẹp. Nó không chịu ấp á. Ok, rất cảm ơn các chị em nha. Vài bữa nữa gà con lớn mình sẽ quay tiếp tục. Thì cám bắp, dế và cơm thực phẩm cho nó. Mới đây mà nó ăn, gà con nó ăn cũng lẹ lắm. Hết rồi, đang hết rồi. Mới đây đang hết rồi. Hai, bốn, sáu, tám, chín con. Chín con keo sồ nha. Xin chào bà con cô bác cũng như anh em ở gần xa đã chia đến với YouTube của mình. Hôm nay mình chia sẻ thêm về những kinh nghiệm nuôi gà con cho mau lớn không chết, bảo đảm 100%. Thì hôm nay là tháng 4, bước vào tháng 4, mùa đông đã trôi qua ở nước Mỹ tiểu bang California. Thì mùa này gà đẻ nha,
Gà này bắt đầu nó đẻ dữ lắm, cho nên các chị em cứ lót ổ cho nó. Thì đây là thịt heo và mì và tôm. Tôm mình bỏ vô cho nóng, rồi mình cắt nhỏ nhỏ ra, tại gà con nó nhỏ lắm cho nên mình cắt nhuyễn ra cho nó. Thì lúc trước mình có đưa những cái clip lên là quay gà 100% nó không chết, sống. Giờ mình đã bán cho những thương gia giống như trại lớn cho họ chuyển về Việt Nam. Tại vì mình cũng nói rõ và cho anh em hiểu. Nhiều người cứ đòi mua và hỏi giá gà ở bên đây bao nhiêu. Mình nuôi mua gà co trống, gà mái của Tony Trần và anh Đường Tiểu Bang khác và Cali, hai cái nhập ra vô để mình tạo ra giống gà đá hay dữ chiến. Thì gà của Tony Trần thì mình mua một con 550 là khoảng 5 năm về trước nha, là 550. Còn gà anh Đường á thì bán rẻ hơn chút xíu nhưng mà đá vẫn hay. Để mình ra ngoài đây rồi mình nói tiếp nha. Thì anh bán rồi rẻ hơn chút xíu, khoảng 100 hoặc 350, 450 gì đó, tùy theo loại gà. Siêu Mỹ thì nó rẻ hơn gà keo sồ. Siêu Mỹ thì chỉ có 200 mấy, 300 thôi, còn keo sồ thì 350 tới 450. Và đây là những bầy gà con của mình đang kêu chít chít chít. Thì trước tiên là mình giới thiệu gà nuôi cho mau lớn. Thì đây là một bầy 1,5 tuần, mình cho ấp ít thôi, không có cho ấp nhiều. Mình nuôi đây khoảng chừng 20-30 con là được rồi, tại vì nuôi nhiều quá nó ồn ào, với lại nuôi trong nhà không quay ngoài farm. Thì đây là keo, đây là siêu Mỹ, khoảng 1,5 tuần. Tôm, bỏ tôm và thịt mì cho nó. Chúng ăn nước phải đầy đủ, mùa hè này phải nước đầy đủ nha. Đây 1,5 tuần, mẹ siêu Mỹ, mấy mẹ siêu Mỹ, hai mẹ con dẫn 5 con. Mình cho ấp ít thôi, mình có trứng nhiều lắm nhưng mình cho không cho ấp nhiều, mình chỉ giữ lại keo sù rặt thì nhiều, chứ mà siêu Mỹ thì mình ấp chừng 5-6 trứng đủ rồi. Để mình giữ cái giống siêu Mỹ, tại vì nó gái ồn lắm. Thì như vậy thì nó rất là mau lớn. Như tôm nè, thịt nè, rồi dế. Thì gà khoảng từng tuổi thôi mình cho nó ăn dế. Đây là siêu Mỹ nè. Này chạm T4. Loại này mình nuôi nhỏ thôi, không có nuôi lớn cỡ 2 kg mấy. 2 kg mấy nó gái ồn lắm. Cả ký tư siêu Mỹ này dạm 1,5 tuổi. Thì mình nói gà mình bán ở đây bán cho vừa hết à, chứ mình không có bán đi xuyên bang hoặc là Việt Nam. Mình không có gửi gì Việt Nam, tại vì giờ ở Việt Nam không, một con như vậy là 300. Hồi xưa thì một cặp 350, bây giờ một con trống như vậy là 300, mình nói rõ là 300. Gà này là gà nọc, có gà nọc đầy đủ hết, tướng tốt, là chưa tính tiền gà nha, 300 một con gà gửi không á là 300, là chưa tính tiền gà. Thì mình ở đây có dựa, có thầu nó lấy hết à, đẻ bao nhiêu lấy hết, nhưng mà phải nuôi trên 5 tháng. Thì đây là keo sồ một máu, rất là hung hăng, dữ dằn, đá người luôn. Đây mới 1 tuổi. Chân cẳng tốt, dải rất là tốt nha. Đây mới 1 tuổi.
đá đá. Wow, đã quá. Mình rửa tay vô rồi đá. Con này dữ lắm. Mà teo sồ dữ lắm. Cầm giống lắm. Đó, wow. Gà mà thường thường đá người là hăng dữ lắm. Giống giữ mình mới giữ lại làm giống. Wow. Này chân này có giải hoa mai nha, chân vàng cẳng thon mặt cua hồn đội nón bèo ngực ưỡn tướng tốt thì nó mới có 1 tuổi thôi, nó khoảng 1.2 kg thì tương lai nó sẽ lên 1.3 kg. Gà thông thường là 1.5 tuổi mới đạt được ký, chứ mà 1 tuổi thì nó còn lớn nữa. Thì đó là keo sồ 1 tuổi. Giờ đây bầy gà con, quay gà mẹ trước đi. Gà mẹ keo sồ đang ấp. Đây là cái bầy ấp được 1 tuần rồi thì keo sồ ra. Thì ấp gà phải để tô nước và hạt ngũ cốc cám bắp đầy đủ cho nó, chỗ phải thoáng mát. Keo sồ nha, thì mình đậy lại, có khi mở cửa ra cho nó ra, nó ủ lông cho nó lấy cái chất nước á, vô cái lông nó chữ đừng nó không có sáp trứng. Thì đây là bây giờ con 9 con mới 1 tuần tuổi. Từng tuổi nha, cho nó ăn vậy nó mới mau lớn. Mà keo sồ 1 máu rồi, mẹ nó là siêu mỹ. Mình cho ấp giống như lấy cái trứng của nó ra, bỏ trứng keo sồ vô cho nó ấp 9 con mình đều 1 tuần. Vậy đồng thời phải cho nó ăn dế, những cái côn trùng dế cào cào cắt nhỏ ra cho nó ăn, nó sẽ rất mau lớn. Và đồng thời phải sống có nước nè, có cám bắp hạt ngũ cốc đầy đủ. Đây, cám bắp hạt ngũ cốc, nước phải sạch sẽ, cỏ và nơi ở phải ẩm ráo, đừng có khô quá. Lớn rất nhanh, mới 1 tuần lông cánh đầy đủ hết. Thì mình sẽ quay từ từ lên cho bà con, cho anh em xem nha. Thì mình đã nói rõ là gà mình không có gửi Việt Nam. Hồi xưa mình có mở trại gà, bây giờ mình đã dẹp lâu. Thì ai mình không có liên lạc với Bảy Tèo, với Út Bì nữa. Thì anh em nào liên lạc thì gà mình đã không có chịu trách nhiệm. Gà dở mình không có chịu trách nhiệm nha, tại vì gà giống của mình gốc ở bên đó mình đã bán hết rồi, chỉ có mấy con gà lai họ tạo ra thì mua bị lầm thì ráng chịu nha, mình không có trách nhiệm trong đó. Thì mình chỉ tạo bên đây thôi, thì có tương lai có dịp thì mình sẽ gửi Việt Nam tiếp, để mình phải về Việt Nam 1 chuyến rồi mình mới sẽ đem gà về sau. Nó từ từ chứ chưa, bây giờ thì chưa biết. Mình vẫn tạo ở đây và mình bán ở đây, thì còn mớ này cho gà gốc nó ăn. Gà này cũng đang đẻ trứng, đẻ được mười mấy trứng, chưa chịu ấp, nhưng mà không sao, mình không có thích ấp ấp nhiều. Đây là 2 con keo sồ và 1 con trống keo sồ khi 3. Đang đẻ. Siêu mỹ.
rồi chống khoảng tuổi rưỡi ký ba đúng, không hơn không kém, ngực ưỡn tướng tốt, chân có ba hàng giải rất tốt, chân thon, mặt cua hồn, đội nón bèo, đi gà mái thì đang đẻ cái ổ ở trong kia chưa chịu ấp, cũng mười mấy trứng rồi. Thì thông thường gà như vậy mình cho nó ăn những cái gì mình sẽ giới thiệu. Khi mà nó đang đẻ thì mình cho nó ăn cám bắp và vỏ tôm, vỏ trứng. Thì gà đang đẻ mình không muốn cho nó ăn trứng của nó thì mình cho nó ăn vỏ tôm, hoặc là tôm cắt nhỏ nhỏ ra có vỏ và vỏ trứng nha, nhỏ nhỏ ra như vậy thì nó sẽ không có ăn trứng, cái trứng của nó nữa. Nó rất thích ăn. Thì lâu lâu nó thiếu cái chất canxi á, cho nên phải cho nó ăn như vậy. Thì nó mới không có ăn cái vỏ trứng của nó, nó cần cái vỏ. Cho nên các chị em gặp phải như con gà mái mà ăn trứng thì cho nó ăn như vậy. Tại vì nó cần cái chất canxi đủ chất đề kháng cho nó. Cái trứng nó mới chắc. Gà đẻ mới tốt. Chống mái gì cũng vậy, rất thích ăn. Đây là siêu mỹ, gà mái mẹ già, cựa dài, kêu sồ, bột máu. Còn con kia là kêu sồ lai búp chờ, to hơn một tí, này ký mốt, con này 1 ký, chống ký 3. Thì đó là cách chia sẻ nuôi gà con nó trứng được mấy trứng nên quay cho anh chị em xem. Thì nó đẻ được mười mấy trứng. Nó mười mấy trứng trong đó. Cho nên ở đây mình không có đất đai, không có rộng cho nên nuôi ít thôi, khoảng 20-30 con. Thì lớn cỡ 5-6 tháng là mình bán hết à. Không có để nhiều được, không để lâu được, nó gái ồn lắm. Thì đây là 9 con keo sồ da dày bữa bày mới kia ra nữa. Thì dòng gà này rất là hung dữ, rất là hay. Thì vài bữa nữa nó lớn mình sẽ quay tiếp nha. Đó là cách chia sẻ. Mới đây mình ăn sạch cái mì và dế nữa, để dế để mình chia sẻ thêm dế. Thì dế mình nuôi sẵn ở trong đây. Và đây là loại dế, như loại dế đá Việt Nam. Mình quay mình nuôi để mà cho gà nó ăn. Là lâu 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 mình cũng xem dế đá. Thì rất là nhiều. Dế lửa nha. Dế lửa, nó dế đá. Nhiều lắm. Cho thường thường cho ăn dế mái chứ không cho ăn dế trống. Đây là dế mái nè. Bự cho bá. Đó thì mình nuôi dế kiểu này cho ăn cải xà lách hoặc là giá. Nó nằm ở dưới đó nhiều lắm, nhưng mà thôi để cho nó dở ra, nó quậy nó chạy đùm lum hết. Nóng anh chui dưới hết rồi, nằm dưới nhiều, dưới đá, dưới than, dưới lửa. Thì dế này, loại dế này mình nuôi cho gà ăn nha.
đây là bài gà con mới đây mà một tuần mấy. Chính con vẫn ngồi nguyên nha. Này là lông cánh đầy đủ hết, rất là mau lẹ, cách có 3 ngày. Này siêu Mỹ lai bất chờ 50-50, này keo sô ra 50 keo sô ra một máu.